5 điểm nhấn đáng chú ý trong trận Việt Nam-Jordan. Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua Jordan tại trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 Asian Cup để tiến vào tứ kết một cách xứng đáng. Chúng ta hãy cùng điểm lại những điểm nhấn quan trọng của trận đấu này. Nhập cuộc tự tin. Đội tuyển Việt Nam đã có khoảng 10 phút đầu trận khiến Jordan bị bất ngờ. Những pha xử lý bóng đầy tự tin và mạch lạc của hàng tiền vệ cùng sự tỉnh táo ở hàng thủ đã khiến đội bóng Tây Á rất khó tiếp cận khung thành của Phan Long. Trong khoảng thời gian đó, đội tuyển Việt Nam cũng đã tạo ra những cơ hội khiến hàng thủ Jordan bị giật mình. Đó là tình huống xâm nhập của Công Phượng sau đường chuyền của Quang Hải, cũng như cú sút xa đầy tự tin của Văn Hậu. Jordan dâng cao và có bàn thắng. Việc Jordan dâng cao sau những phút đầu thăm dò đã có hiệu quả rõ ràng. Đội bóng Tây Á đặc biệt mạnh trong các pha tổ chức tấn công hai cánh. Trong một tình huống như thế, Đỗ Hùng Dũng đã phạm lỗi với tiền đạo đội bạn ở sát vòng cấm sát bên phía hành lang cánh trái theo hướng tấn công của Jordan. Raman đã không mắc một sai lầm nào với cú sút gần như hoàn hảo khiến thủ môn Văn Lâm hoàn toàn không kịp phản ứng. Bàn thắng của Công Phượng và một hiệp 2 chơi bùng nổ. Đội tuyển Việt Nam buộc phải đá tấn công trong hiệp 2 và ngay phút 51 chúng ta đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Công Phượng đã có pha xâm nhập rất khôn khéo. Anh nhận đường chuyền tuyệt hay từ cánh vào của Trọng Hoàng rồi đệm bóng cận thành tung lưới thủ thành lão tướng Amr Safi. Bàn thắng như một liều thuốc kích thích giúp đội tuyển Việt Nam chơi tỉnh táo và bùng nổ hơn. Lần lượt những Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng, Tiến Linh đều đã bỏ lỡ những cơ hội cực kỳ đáng tiếc. Thống kê cả trận cho thấy, đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng đến 58%, còn của Jordan chỉ có 42%. Số liệu này được thể hiện rõ ở hiệp 2 khi mà các cầu thủ Việt Nam buộc phải dâng cao, còn Jordan không dám dâng lên mà chỉ sử dụng những đường bóng dài không hiệu quả. Bản lĩnh ở loạt sút luân lưu 11m. Jordan đã có 2 lần sút bóng không thành công ở loạt sút penalty cân não phân định thắng thua. Dường như các cầu thủ Tây Á đã không tiết chế được cảm xúc. Các cú sút của họ tỏ ra thừa lực nhưng thiếu chính xác. Save, sút dội sàn ngang trong quả thứ 2, còn Sale đã không thể đánh lừa được Đặng Văn Long ở cú sút thứ 3. Bên phía Việt Nam, chỉ có Minh Vương là người duy nhất sút hỏng. Các cầu thủ còn lại đã thực hiện thành công nhiệm vụ với một bản lĩnh thực sự đáng kinh ngạc. Người hùng Đặng Văn Long. Thủ môn của Maung Thong United đã có một ngày thi đấu tỉnh táo. Ngoại trừ tình huống anh bị khuất phục bởi cú sút phạt đẳng cấp mở tỷ số của Raman, Văn Lâm đã luôn tỉnh táo trong các tình huống ra vào của mình ở trận đấu này. Anh và hàng thủ của đội tuyển Việt Nam đã khiến những pha phản công của đội bóng Tây Á đều đã phải kết thúc trong vô vọng. Và tất nhiên là không thể nói đến tình huống Văn Lâm sắm vai người hùng trong loạt sút luân lưu 11m. Lâm Tây đã đổ người chính xác, cản phá xuất sắc cú sút của Sale để mở toang cánh cửa vào tứ kết cho đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Vitan Bokemans, đội tuyển Jordan đã thua vì sợ hãi trước Việt Nam. Thừa nhận đội tuyển Việt Nam mạnh hơn và xứng đáng đi tiếp, huấn luyện viên Vitan Bokemans lấy làm tiếc khi các học trò đã chơi bóng trong sợ hãi và để thua chung cuộc. Mở đầu buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Vitan Bokemans nói: Hiệp 1, chúng tôi đã chơi rất tốt với bàn thắng vươn lên dẫn trước, cùng thế trận áp đảo hơn. Lẽ ra chúng tôi đã có thể dẫn trước 2 bàn thắng. Trong hiệp 2, tôi yêu cầu các học trò chơi cẩn thận trong 20 phút đầu hiệp, nhưng đội tuyển Jordan vẫn phải nhận bàn thua. Trong thời gian còn lại, kể cả 2 hiệp phụ, đội tuyển Jordan đã thi đấu trong sợ hãi và nhận thất bại chung cuộc. Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam là đội xứng đáng giành chiến thắng và ghi tên vào tứ kết Asian Cup 2019. Thực tế đã chứng minh sự lép vế của đội tuyển Jordan trước đội tuyển Việt Nam khi họ bị khắc chế lối chơi bóng bổng. Cụ thể, các học trò của huấn luyện viên Vitan Bokemans không được hưởng quả đá phạt góc nào, chỉ dứt điểm 8 lần, cầm bóng khoảng hơn 40% so với các thông số 10 quả phạt góc, 18 pha dứt điểm và tỷ lệ kiểm soát bóng gần 60% trong suốt 120 phút thi đấu. Đây là lý do mà dù để đội tuyển Jordan vượt lên dẫn trước từ pha đá phạt của Baha ở phút 39, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì thế trận trước đối thủ đến từ Tây Á, trước khi quân bình tỷ số ở phút 51 nhờ công của Công Phượng và giành thắng lợi 4-2 trên chấm luân lưu 11m. Tôi đã cảnh báo các học trò về việc đội tuyển Việt Nam đẩy nhanh tốc độ trong hiệp 2, nhưng chúng tôi đã không làm được gì và để họ có bàn thắng quân bình tỷ số và từ đó áp đặt thế trận. Họ chơi với vị trí tốt, tự tin và hưng phấn sau khi gỡ hòa và cuối cùng đánh bại chúng tôi trên chấm luân lưu 11m. Ông Vitan Bokemans thừa nhận sẽ luôn là khó khăn khi đội nhà thua trận, nhưng là huấn luyện viên trưởng, ông nhận trách nhiệm hoàn toàn về thất bại này của đội tuyển Jordan. Theo ông Vitan,
các học trò của ông đã thi đấu trong sợ hãi và thể lực của đội tuyển Jordan cũng không tốt dù có nhiều hơn đội tuyển Việt Nam một ngày nghỉ. Bên cạnh đó, ông Vitan cho rằng việc lối chơi của đội tuyển Việt Nam cùng tinh thần thi đấu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo khiến yếu tố thể lực không còn quá nhiều ý nghĩa giữa hai đội. Thắng Jordan, đội tuyển Việt Nam nhận tiền thưởng khủng. 7 tỷ là con số đội tuyển Việt Nam được thưởng nóng sau khi có được căm vé vào tứ kết Asian Cup 2019. Xuất sắc đánh bại đội tuyển Jordan nhờ loạt sút luân lưu, Việt Nam là tuyển đầu tiên có được căm vé dự tứ kết Asian Cup 2019. Sau trận đấu đầy quả cảm, Việt Nam nhận cơn mưa lời khen từ truyền thông châu Á. Sau chiến thắng kịch tính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện sang UAE để chúc mừng toàn đội trở thành một trong 8 đội bóng mạnh nhất châu lục. Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần chiến đấu công hiến của từng cầu thủ và toàn đội. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện cũng gửi thư chúc mừng đến VFF và các cầu thủ. Ông cũng cho biết Olympic sẽ tặng thưởng đội tuyển Việt Nam 1 tỷ đồng, động viên tinh thần các cầu thủ. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Viettinbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Tập đoàn Citigroup công bố mỗi đơn vị sẽ tặng thưởng 1 tỷ đồng tiền thưởng. Như vậy, tổng số tiền thưởng mà đội tuyển Việt Nam nhận được sau khi có được vé vào vòng tứ kết tính đến thời điểm này là 7 tỷ đồng. Trước đó, khi lên ngôi vô địch AFF Cup, đội tuyển Việt Nam đã nhận được hơn 30 tỷ đồng tiền thưởng từ các đơn vị tổ chức cùng với nhiều hình vật giá trị khác. Huấn luyện viên Park Hang-seo bất ngờ với lối chơi, phòng ngự ở hiệp 1 của Jordan. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, ông tỏ ra bất ngờ với cách nhập cuộc thận trọng của Jordan khi họ không chủ động áp đặt thế chơi trước đội tuyển Việt Nam. Tại vòng 1/8 ASEAN Cup 2019, bước vào phòng họp báo sau khi hoàn tất chiến thắng lịch sử trước Jordan để ghi tên đội tuyển Việt Nam vào vòng tứ kết ASEAN Cup 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được toàn bộ phóng viên cả Việt Nam lẫn châu Á chúc mừng. Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam cho biết các cầu thủ của ông đã rất khó khăn để lọt vào vòng 16 đội. Dù một số tờ báo châu Á đã chỉ trích cách chơi của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam là khá tiêu cực, nhưng ở trận đấu này, các cầu thủ đã chứng minh rằng Việt Nam biết chơi tấn công và chơi tấn công ngay sau khi để thua. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chia sẻ thêm rằng vào tới vòng này, không đội nào dám xem nhẹ đối thủ. Tất cả đều là đội bóng mạnh, đều là những đội có thứ hạng rất cao trên bảng xếp hạng FIFA. Tôi không nghĩ còn đội nào yếu ở thời điểm này. Chúng tôi không có nhiều cổ động viên như tuyển Jordan hôm nay. Nhưng tuyển Việt Nam luôn ra sân và chiến đấu với tinh thần quyết thắng. Không cần biết có mệt mỏi ra sao, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng. Cho đến giây phút cuối cùng, khi trả lời về cách nhập cuộc thận trọng của Jordan ở phần đầu trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, tôi cảm thấy bất ngờ. Với cách nhập cuộc của Jordan, họ chơi phòng ngự trong hiệp 1, còn chúng tôi chơi chủ động hơn. Khi phân tích, chúng tôi biết họ hay chơi bóng dài. Chúng tôi đã tập luyện và chống bóng dài. Hôm nay, chúng tôi đẩy cao, hàng phòng ngự cao hơn thường lệ. Để chống phản công, Huy Hùng là cái tên được lựa chọn, và cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuối cùng, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cảm ơn người hâm mộ đội tuyển Việt Nam và cho biết các học trò của ông đã chơi một trận đấu dũng cảm và quyết tâm. Cầu thủ Việt Nam nào được đánh giá cao nhất trận thắng Jordan? Đây là chiến thắng thứ 2 tại ASEAN Cup 2019. Và vào tứ kết là niềm vui của toàn đội lẫn người hâm mộ Việt Nam. Loạt đá luân lưu hôm nay rất hoàn hảo, ngoại trừ cú đá của Minh Vương. Đá hỏng nhưng tiền vệ này vẫn là một sự lựa chọn tốt trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo. Vì sao Quang Hải không được giao sút luân lưu? Đội tuyển Việt Nam đã vượt qua đội tuyển Jordan trên chấm luân lưu với tỷ số 4-2. Thế nhưng nhiều người thắc mắc trong số 5 cầu thủ thực hiện những lạch sút penalty bên phía đội tuyển Việt Nam không hề có Quang Hải, mặc dù tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội là một chuyên gia sút phạt bên phía đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng ngay cả khi là một trụ cột của đội bóng, Quang Hải vẫn không được huấn luyện viên Park Hang-seo đăng ký vào danh sách 5 cầu thủ thực hiện loạt sút luân lưu, sở dĩ vị chiến lược gia người Hàn Quốc làm điều này hoàn toàn có lý của mình.
bởi những loạt sút luân lưu sẽ quyết định số phận cả một đội bóng. Chính vì vậy, để thực hiện những loạt sút này gần những cầu thủ mang một cái đầu lạnh thực sự, đặc biệt ở hai giải đấu lớn cùng đội tuyển U23 Việt Nam, Quang Hải đều thực hiện không thành công những pha phạt đền. Tại trận bán kết giải U23 châu Á gặp U23 Qatar, dù trở thành người hùng bằng 2 bàn thắng vào lưới đại diện Tây Á, nhưng Quang Hải đã sút được quả 11m khi hai đội bắt phân thắng bại trong 120 phút thi đấu. Rất may sau đó, thủ thành Bùi Tiến Dũng kịp sửa sai cho Quang Hải bằng hai pha cản phá xuất thần, để rồi Vũ Văn Thanh kết liễu đối thủ bằng một cú sút lạnh lùng. Đến kỳ AZ 18 một lần nữa, U23 Việt Nam lại phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu trong trận đấu tranh huy chương đồng gặp UAE. Tuy nhiên, Quang Hải cũng thực hiện thiêu chính xác, khiến đội tuyển Việt Nam đánh rơi mất tấm huy chương đồng tại AZ 18. Trong màn đá phạt đền của tuyển Việt Nam trước Jordan, Quang Hải cũng không dám nhìn Bùi Tiến Dũng thực hiện loạt sút cuối cùng. Dường đá phạt đền là nỗi ám ảnh của Quang Hải, dù cầu thủ này sút phạt trực tiếp rất giỏi. Vậy nên nhiều khả năng huấn luyện viên Park Hang-seo lo ngại việc Quang Hải sẽ chịu sức ép về tâm lý khi bước lên chấm phạt đền, gánh nặng tâm lý rất lớn. Bằng chứng là việc Minh Vương cũng sút không thành công quả penalty, nếu không đội tuyển Việt Nam đã không phải chờ đến cú phạt đền thứ 5 của Bùi Tiến Dũng thực hiện.